US Color, sân khoa học chuyên dụng. US Color hân hạnh đồng hành cùng các cộng sport. Trận đấu được bắt đầu với game giao bóng đầu tiên thuộc về Ben Shelton. Một cú volley tốt của Ben Shelton. Speed. Không có góc đánh nào trên lưới dành cho Ben Shelton. Và bóng đi ra ngoài. Mà Pelé đã đoán sai hướng bóng của Ben Shelton. Rất hay. Và bóng đi ra ngoài. Pha lấy lưới là rất chủ động của Ben Shelton. Bóng đi ra ngoài. Và bóng đi ra ngoài. Và đội công và Medvedev đã giành chiến thắng. Và đó là điểm dành cho Daniil Medvedev. Cả hai điểm giao bóng Medvedev đều phải phòng ngự. Và đó là set point cho Daniil Medvedev, có khiếu nại đến từ Ben Shelton. Và bóng đã hoàn toàn ở ngoài sân và như vậy là set một đã thuộc về Daniil Medvedev.
Rồi bóng đi ra ngoài, quyết định bỏ bóng là hợp lý. Tình huống thứ 12 trên 9 lần chạm vợt. Và bóng đi ra ngoài. Và lại là một tình huống bỏ nhỏ nữa. Và đó là game trắng dành cho Ben Shelton. Tỷ số là 7-5. Bóng không đi qua lưới. Cú chạm bóng không thành công của Ben Shelton. Cú trái tay thành công của Daniel Medvedev. Tiếc cho Daniil Medvedev khi anh đã theo kịp được với tình huống cài bóng của Ben Shelton. Out. Bóng ở ngoài sân. Lần này thì cú cắt của Daniil Medvedev đã chính xác hơn. Bóng ở trong sân. Và bóng đi ra ngoài. Bóng vẫn nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Ben Shelton. Có vẻ như là bóng vẫn còn nằm trên dây. Và bóng đã đi ra ngoài. Như vậy là chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Ben Shelton. Đặc biệt trong loạt Super Tie Break của set thứ 3, đó là 17. Trận đấu thứ 5 của Ben Shelton tại
Lever Cup năm nay và anh vẫn đang thể hiện phong độ quá tốt, nên thấy rằng thể lực quá sung mãn của Ben Shelton đã giúp cho đội của mình có thêm 3 điểm rất quý giá trong ngày này. Và bây giờ thì đang dẫn trước 11-7. US Color, sân khoa học chuyên dụng. US Color hân hạnh đồng hành cùng các cộng sport.